Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato samma sambuddhassa. Rồi bây giờ để cho mọi người hỏi hỏi gì nói nấy thôi chứ. Thưa thầy, cho con hỏi, con có thắc mắc là cái con người đầu tiên của cái thế giới này là từ đâu mà ra? Nếu cho cái đó để hồi nhỏ con vẫn cứ hỏi má con ai đẻ ra má rồi tiếp rồi cuối cùng má bí, má trả lời như vậy. Không ai trả lời được câu đó hết. Cái có một cái sinh. Bây giờ cái bộ đồ là một cái xoay vần. Nó từ cái này nó sinh ra cái kia, nó sinh ra cái nọ, cho nên nó không ai mà nói được là cái lúc đầu là cái gì. Mình đạo Thiên Chúa đó thì nói rằng là lúc đầu là do Thượng Đế sinh ra. Nhưng mà đạo Phật đó thì nói là cái đó là chỉ là cái trùng duyên khởi của Pháp. Nó cũng giống như là các cái chất hóa học á. Chất này chất kia nó tác dụng với nhau thì nó ra chất đó, là cái tác dụng với nhau nó cứ vậy thôi. Cho nên là khó mà cũng ai tìm được cái khởi đầu hay là cái chấm dứt của nó là cái gì, mà thậm chí là nó cũng không có khởi đầu và chấm dứt. Thì chỉ có một cái sinh, chỉ có một cái sinh mà do cái tâm mình sinh ra đó, cái đó là mình phải mới là thấy được. Chứ không Đức Phật là Ngài chỉ cho mình thấy cái tâm mình sinh ra làm sao. Đó, thì cái đó mình phải thấy. Ví dụ như giờ mình ngồi không như vậy thì cũng thấy có gì chuyện gì hết. Nhưng mà có ai đụng chạm tới mình nữa thì cái tâm gì nó khởi lên. Đó, mình khi được thì mình khởi lên gì, khi mất thì khởi lên gì, cái hơn thì khởi lên gì, cái thua thì khởi lên gì đó. Thì cái mà mình phải thấy là cái tâm mà mới khởi lên đó. Người nào mà thấy được cái tâm mà mình khởi lên như thế nào, là diệt như thế nào đó, cái đó mới là nên thấy. Chứ còn cái quá khứ như thế nào hay là tương lai như thế nào thì cái đó là khó mà biết được. Cũng giống như cái câu hỏi người ta nói là bây giờ một câu hỏi đó mà khó trả lời ấy. Trứng có trước cái gà có trước. Cái trứng có trước gà có trước không mà cũng không trả lời nổi nữa.